là cây cầu vượt xa lộ đường của quốc lộ Nga, gọi là cầu vượt Nga quốc gia. Các xe tải được vô sử dụng vô thành phố đợi xếp hàng đi luôn. Trên đường Hà Hải Giáp này chạy ra tí đây là quận 12 ạ. Đây là quận 12. Đường Hà Hải Giáp quận 12 và từ vị trí này đi qua Bình Dương gần đây còn lại cái đường đi qua Bình Dương xa. Đây là nhìn cảm giác sống yên hơn rồi, giảm tải từ đi ở khu vực nhà tuy không to nhưng đất cũng rộng hơn. Thank you.